xào luôn anh Phong. Đứng đây ăn mì luôn à? Ừ, mọi người đó đi rồi đưa chén xuống là ăn thôi. Phải leo lên. Đâu có gì ăn đâu, ăn đỡ ba cái còi. Ăn đỡ ba cái còi, không có gì ăn hết. Đây, có này cho vợ nè, vợ không thích gì ăn mì hết. Tôi cho bà thích nè. Cái đâu ra vậy? Bắt. Mới bắt hả? Ừ, bà phải lắm. Mấy này bà phải. Nó ngọt lắm luôn. Cái gì chứ vợ em không biết cái, nó thích cái gì mà. Hóc tay nè. Dính rồi, dính rồi. Vậy biết nó ghét cái gì không? Biết. Ừ, vậy tốt. Trời ơi, nhưng mà kệ nó đi. Biết nó thích gì được, chứ ghét gì kệ nó. Nóng. Nóng. Cái camera nhúng cái nước biển đi. Nhúng nó hết ngon đây, bẻ cho. Nhúng là nó không cát rồi. Ờ, bẻ nó hết ngọt. Cái gì nó không biết gì không? Anh lấy cái này ra nè. Nó mua nó cứng lắm chứ giỡn à. Anh lấy cái này ra là dễ bẻ. Để người ta chỉ cho mà bẻ. Đó. Đồ ngon đó. Đi kiếm đi, đi làm cho nó. Bữa mình đi đi xuống. Em bé chậm rồi sao? Cứ nằm gói đi, không có hết luôn đi. Có gì? Sợ nước không có đủ nó mặn. Đi xuống đi. Đâu, đâu, mình bỏ ba gói nêm thôi, hai gói nêm thôi. Hai gói nêm thôi. Một mình đi suối chanh. Không, suối ở đây nè. Suối chanh mùa này bao nước rồi có không? Có nước không? Mới ít nước thôi. Ăn suối chanh mùa này nước nhiều lắm đúng không? Nhiều, còn nước mà. Bao nước luôn, bữa mà đi mùa nào tháng 3 rồi đó. Trời ơi, nó dai không mấy ghẹp ốc. Cắn luôn, nhai cả đấy luôn, khỏi còn... Nhai luôn, nó nhai luôn cái vỏ đi. Nhai nuốt đi. Anh dai dai. Vàng nước lên vàng. Cái chén còn không? Khá là. Khá là. Cho gửi đi. Vàng làm gì vậy vàng? Ừ. Làm ấm. Vàng đâu phải giấy nữa. Anh giấy rồi. Chơi lắm rồi thầy. Nghĩ sao ghê quá à. Nó muốn không kêu nước để tên cho. Nước. Rồi. Thôi muốn chụp hình thì nói đi, đặt lạnh coi gì đặt hơn.